Bạn đang muốn soạn thảo hợp đồng sao cho thật chuyên nghiệp, thế nhưng mà cách bạn làm trông nó lạ lắm. Đến phần chữ ký thì lại tự xuống dòng rồi lại tap 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 như thế này để căn chỉnh. Kiểu này mà để sếp nhìn thấy thì cơ mà. Lưu ngay mẹo nhỏ này để là vùng ký tên chuyên nghiệp hẳn hoi nhé. Siêu đơn giản và không phải ai cũng biết. Tại vùng ký tên, chỉ cần vào tab Insert, các bạn tạo cho mình một bảng gồm có 2 cột 3 hàng. Sau đó, kéo rộng hàng ở giữa ra để tạo vùng ký tên cho thoải mái nhé. Và giờ thì chỉ cần điền thông tin vào từng ô như thế này. Sau đó, căn giữa dữ liệu cho đẹp nè. Và đây mới là bước quan trọng nhất. Các bạn chọn toàn bộ bảng, vào tab Design, chọn Borders, chọn No Borders để xóa đường kẻ của bảng đi nha. Ta-da! Thế là ta đã có một vùng ký tên siêu đều đẹp và dễ dàng căn chỉnh. Thế có phải khỏe không? À, bày thêm cho các bạn cách ký tên online này. Các bạn chuột phải, chọn Table Properties, chọn Options, bỏ tích ở dòng cuối cùng này đi. Và OK. Sau đó tại ô ký tên, các bạn insert ảnh chữ ký của mình vào. Rồi vào Format, chọn Remove Background. Ta-da! Nhìn trông xịn như chữ ký thật đấy nhở. Nhưng mà không khuyến khích ký hợp đồng online đâu đấy nha. Click vào đây để được mình mách nhỏ trong mẹo Word hay nhé.